Hai hôm nay dân tình ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa với tin tức hot TikToker Phạm Thoại lấy vợ. Thậm chí khi anh chàng này gửi ảnh cưới dựng dạp vào ngày 28 tháng 3 cho thôn Phạm xem, anh vẫn nghĩ đó chỉ là content. Trên tài khoản mạng xã hội, TikToker đình đám Tôn Phạm không khỏi ngạc nhiên tột độ khi nhận được thiệp cưới từ Phạm Thoại. Thậm chí anh phải nhờ cộng đồng mạng và người dân Hải Phòng xác minh thực hư. Việc nhiều người thân lẫn lộn cộng đồng mạng bất ngờ khi chiến thần livestream lập gia đình là điều dễ hiểu. Bởi lẽ từ trước đến nay anh khá kiến tiến trong chuyện đời tư và thường hay xuất hiện với hình ảnh giả gái. Bên cạnh những lời chúc phúc đến Phạm Thoại, cũng có ý kiến cho rằng nam TikToker đang cố tình chiêu trò để thu hút sự chú ý từ dân mạng. Trước tất cả nghi vấn, Phạm Thoại không lên tiếng làm rõ thực hư. Trên trang Facebook cá nhân của anh chàng cũng không có động thái cập nhật đám cưới. Không gian cưới trang hoàng lộng lẫy với gam màu chủ yếu là hồng. Điều này một lần nữa củng cố cho thông tin anh chàng lấy vợ là chính xác. Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang cũng bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin này. Người đẹp chia sẻ trên Facebook cá nhân, Phạm Thoại mà lấy vợ thì tôi cũng lấy vợ, không tin. Nhưng sau khi hình ảnh cỗ bàn linh đình người đẹp mới thốt lên, tim đập bùm bùm. Được biết cô dâu Phạm Thoại là Khánh Vân, sở hữu kênh TikTok 1,7 triệu người follow. Dựng dạp cưới, cô dâu Khánh Vân mới đăng clip đi chụp ảnh cưới lên TikTok. Một số người bạn thân cận của Phạm Thoại cho biết, anh và Khánh Vân yêu nhau đã 5 năm kể từ khi hai người chưa có gì trong tay, đi lên từ con số 0. Vì vậy giờ đây, khi Phạm Thoại thành công trong lĩnh vực KOC và KOL, anh quyết định kết hôn. Anh từng nhắc đến bạn gái trong một livestream từ lúc mới nổi, sau này kín tiếng đời tư hơn. Cũng có người thường xuyên xem livestream phát hiện ra Khánh Vân là cô nàng từng bị Phạm Thoại bóc phốt khá lâu. Hóa ra câu chuyện vì ghét mà yêu thôi là có thật. Dù hôn lễ đã diễn ra nhưng cũng có một số cư dân mạng cho rằng một người nổi tiếng như Phạm Thoại không thể tổ chức lễ cưới sơ sài như vậy. Thế nhưng, theo nguồn tin từ người thân, cả hai tổ chức lễ thành hôn 29 tháng 3 để lấy ngày sẽ là một đám cưới to sau đó. Phạm Thoại tên thật là Phạm Văn Thoại, sinh năm 1996 tại Hải Phòng. Anh chàng sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí hoàn cảnh nợ nần chồng chất do bố bị tai nạn nằm liệt giường. Sự nghiệp của Phạm Thoại khởi sắc khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Anh chàng hiện đang là một trong những cái tên máu mặt trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến với kênh TikTok, có khoảng 4,7 triệu lượt theo dõi. Dù hôn lễ đã diễn ra nhưng cũng có một số cư dân mạng cho rằng một người nổi tiếng như Phạm Thoại không thể tổ chức lễ cưới sơ sài như vậy. Cô gái xinh đẹp bất ngờ cưới TikToker Phạm Thoại là ai? Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Phạm Thoại sẽ tổ chức đám cưới trong tháng 3. Nhiều người tỏ ra không tin, cho rằng đây là thông tin được tung ra để phục vụ mục đích công việc của nam TikToker. Tuy nhiên, TikToker Phạm Thoại chính thức rước nàng về dinh, tổ chức lễ thành hôn dưới sự chúc phúc của họ hàng và người quen tại quê nhà ở Hải Phòng. Với vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt góc cạnh, Khánh Vân nhanh chóng thu hút khoảng 1,7 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok. Trước đó, cô nàng từng gây chú ý khi tiết lộ thu nhập khoảng 100 triệu trên tháng ở độ tuổi 20. Trước đó, Khánh Vân, Phạm Thoại không ít lần xuất hiện chung trong các video ngắn. Cả hai không ngại thể hiện những cử chỉ ngọt ngào khi bên nhau. Hiện tại, Khánh Vân lựa chọn nam tiến, dành thời gian học tập. Thêm về mảng trang điểm, có cơ hội làm việc cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cô hiện thu hút 306.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân và thường xuyên chia sẻ nội dung liên quan đến làm đẹp, mỹ phẩm với người hâm mộ. Những ngày vừa qua, dân mạng xôn xao khi ảnh cưới của Phạm Thoại được chia sẻ rộng rãi. Anh chàng cũng gửi lời mời dự đám cưới cho những người bạn thân thiết như Long Chun, Tôn Phạm. Nhận được thiệp cưới từ bạn thân, Long Chun và Tôn Phạm cũng không giấu được sự bất ngờ. Hai TikToker cho biết họ rất sốc, thậm chí không tin vào mắt mình. Đôi trẻ Phạm Thoại Khánh Vân rót rượu ra bồi, chào nhận cưới, chính thức nên vợ nên chồng trong một lễ tổ chức thân mật tại Hải Phòng. Sau khi đám cưới được diễn ra 2 ngày, mới đây Phạm Thoại bất ngờ tung ra hàng loạt ảnh mới của mình khiến dân mạng lại được fan xôn xao bàn tán. Đáng chú ý, trước đó nam TikToker không hề có một động thái nào cho thấy đang dục dịch chuẩn bị đám cưới, thậm chí cận kề ngày cưới diễn ra, nam TikToker mới gửi thiệp mời đến bạn bè thân thiết nên nhiều người bạn bè không tin, do đó đám cưới của họ cũng không đến. Mặc nhiều lời bàn tán bùa vây, ngày 29 tháng 3 vừa qua, Phạm Thoại và Khánh Vân đã khiến nhiều người không muốn tin cũng phải tin, bởi đám cưới của họ thực sự diễn ra. Chú rể và cô dâu trao nhận cưới thực hiện đầy đủ lễ nghi trước hai gia đình và khách quan. Trong đám cưới của mình, chú rể Phạm Thoại cũng gây ấn tượng bởi hình ảnh khác lạ của mình. Anh mặc áo dài, cắt tóc gọn gàng, trông khá lịch thiệp và đĩnh đạc, khác với hình ảnh giả gái thường ngày.
Thậm chí anh còn nhận được nhiều lời khen và lời khuyên anh nên giữ phong cách này về sau. Tuy nhiên sau khi đám cưới diễn ra được 2 ngày, mới đây Phạm Thoại bất ngờ tung ra loạt hình ảnh mới của mình. Đáng chú ý, nam TikToker tiếp tục giả gái, mặc váy, trang điểm, khoe sự gợi cảm của cơ thể. Điều này khiến dân mạng một lần nữa được fan ngơ ngác không biết hình tượng chú rể lịch thiệp hôm trước đi đâu mất. Bên cạnh đó, dân tình lại được dịp bàn tán xôn xao khi thấy Phạm Thoại tiếp tục giả gái khi vừa đám cưới được 2 ngày. Theo đó, dân tình tỏ ra rất khó hiểu về hành động này của Phạm Thoại. Đồng thời, nhiều người cũng dấy lên nghi vấn liệu đám cưới vừa diễn ra có thật hay chỉ là content của Phạm Thoại. Bởi anh chàng này vốn dĩ rất nhiều chiêu trò từ trước đến nay. Từng chi tiền tỷ và đồ hiệu nhưng áo dài cưới của vợ chồng Phạm Thoại lại rẻ bất ngờ. Đám cưới sơ sài, trang phục cưới chưa xứng tầm đối với Phạm Thoại. Nhiều người đồn đoán rằng đây chỉ là đám cưới giả bởi sự sơ sài, kém chỉn chu này không phải là của Phạm Thoại, một người từng biết đến với những phiên livestream triệu đô. Chàng trai sinh năm 1996 từng không ngại chi hàng chục củ để quay teaser cho phiên livestream hoặc bỏ ra hơn 100 triệu để trang trí nhà, mùa lễ hội, thì nhìn lại vào mùa cưới có phần hơi tiết kiệm. Đặc biệt so với những đám cưới của người nổi tiếng thường khoe khoang, đồ hiệu, vàng vòng, váy cưới đắt tiền, thì đám cưới của Phạm Thoại có phần lép vế. Trong ngày trọng đại, cô dâu Khánh Vân mặc một chiếc áo dài trắng đơn giản, phổ biến có thể tìm thấy ở bất kỳ tiệm nào cho thuê đồ cưới, với mức giá dao động từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng. Về phần Phạm Thoại cũng không ngoại lệ, chú rể diện một chiếc áo dài tông trắng tựa cô dâu và thậm chí có giá trị ở mức trên dưới 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét dù không xe xua, đồ đắt tiền nhưng nhan sắc tươi tắn, rạng ngời, tràn ngập hạnh phúc của đôi trẻ mới là điểm gây chú ý. Từng gây choáng váng vì độ chịu chi hàng hiệu. Chiếc đám cưới đơn giản và có phần sơ sài này, Phạm Thoại được biết đến là một tay chơi đồ hiệu không kém cạnh ai, với thu nhập sau mỗi phiên livestream đều trên dưới 1 triệu đô la Mỹ. Việc mua sắm với những món hàng đắt tiền không nằm ngoài tầm với của KOC. Trong những phiên livestream hay sự kiện giải trí xuất hiện trước công chúng, Phạm Thoại từng trưng diện không ít những trang phục hay túi sách phụ kiện hàng hiệu có giá trị hàng trăm tỷ đồng khiến nhiều người lắc mắt. Thậm chí có lần đôi giày gần 40 củ của Phạm Thoại cũng chỉ để mẹ anh đi lội ruộng. Vậy nên, đứng trước đám cưới tiết kiệm này, dân mạng bán tín bán nghi về độ uy tín của Phạm Thoại lấy vợ.